Rồi bây giờ là mình mua cái thịt này để mình làm cái thịt nguội ha. Linh muốn làm cái thịt nguội thì mình phải mua cái thịt này, cái thịt pork shoulder. Thì ở trong cái thịt pork shoulder này nó có da, có thịt, có xương. Thành ra Linh đâu có xài cái xương này, Linh phải lóc cái xương ra. Thì sừng nào mà mình bỏ lóc bỏ cái xương ra đó, thì mình mới bắt đầu mình cân cái thịt, rồi mình mới biết bao nhiêu cái thịt của mình rồi có rồi mình cần bao nhiêu da. Nếu là mình mua cái da bị khô thì mình phải đem cái da này nè, mình rửa với nước muối một chút, xong rồi là mình mới mới ngâm. Ngâm thì 5-6 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm cho nó nở hết cái da ra. Bây giờ má mi rắc muối vô nè ha. Mình rắc vô để mình rửa thôi. About 2 tablespoons. Thì bây giờ mình chỉ rửa sơ với cái nước muối này thôi. Rửa sơ ra không biết nó có bụi bặm hay là cái gì đó, rồi mình rửa sơ với nước muối này. Tới sau khi mình rửa với nước muối mình khoảng trong 1 phút rồi thì đổ ra, xong rồi bây giờ mình lại đổ thêm nước vô, mình rửa thêm một lần nữa đi ha, rửa thêm một lần nữa cho nó ra cái chất muối chất dơ rồi gì đó, chất ranh nó gì đó nó vậy thôi. Sau đó rồi mình mới ngâm khoảng 5-6 tiếng hoặc qua đêm. Rồi hồi nãy nó xả nước muối một lần rồi ha, rồi bây giờ là mình chỉ là ngâm ngâm cho thiệt là nhiều nước, cho nó lên cao thiệt là nhiều nước vậy nhá, tại vì nó còn nở nhiều lắm. Bây giờ cái cục thịt này giờ nè, rải muối lên để mình rửa, rải muối lên chà nó, rải muối vòng vòng. Má mua đó, má lựa cái chỗ cái cục thịt này nó nhiều nè, nó nhiều cái thịt ở chỗ đây nữa nè, có nhiều cái nó lẻm bớt cái cục này đi rồi mình bớt thịt rồi. À đó rồi đây, mấy cái chỗ da nè mình rắc muối để mình rửa nó. Ok rồi đó, chừng này mình bớt 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 muối dòng hết. Good. Yeah. Mình cứ chà cho nó muối cho nó đều hết vòng quanh đi, xong rồi mình xả nước cho nó sạch cái nước hôi ở ngoài này nè. Thôi cái thịt nó hôi lắm, mình dặn nước lạnh thôi. Đó. Rồi giờ đó là mình rửa bớt đi cái nước cái phát kìa, khi nó phát đó, nó bị rung động cái máu. Rồi mình rửa sơ đây. Rồi đó, rửa sơ sơ vậy đó. Yeah. Rồi bây giờ là mình xả thịt ra ha. Thường thường thì cái cách này là cái cách của má mới xả thôi nha. Đó là mình làm ở chỗ cái cục thịt ở chỗ đây trước đó, mình cắt mình xả nó ra đó. Đó, thêm một lần nữa chỗ này đó là thịt không nè, nó ra đây mình vẽ nó hết ra vậy đó, thấy không? Đó, xong đó là mình vẽ ở đây nó có cái cục xương ngay đây nè. Đó thì mình cắt dọc nó xuống. Đó, chỗ này là nó có cái xương ở ngay đây nè, mình cắt ngang đó. Xong rồi ở bên đây cũng ở ngay chỗ xương đó, rồi mình đi xuống cái xương nó nhiều khi nó còn lẹo lẹo ra ngoài này. Thôi chỗ này thì làm vậy đi, cục xương nó chỗ đó nó có cái u quanh bên nó không có thấy. Đó, rồi cái này bên đây hai bên mé mình cắt. Xong rồi ở dưới này đây mình cũng cắt. Giờ mình đẻo sẽ đẻo hết cái thịt ra.
rồi bây giờ ở đây nè mình cắt. Để miếng làm sao mà mình lẻo nó ra mà nó không có bị dụng quá thôi. Rồi bây giờ chào dòng ở đây là mình lóc hết thịt ra ha. Lóc hết thịt ra. Rồi. Thank you ba. Rồi bây giờ má lóc ra hết rồi đây nha. Tôi chừa chút xíu thịt còn lại để khi mình nấu cái cục xương này. Đó, đập mấy cái dao bự hơn á, lấy cái dao cho bự vậy nè, đập vậy. Cho nó bể cục xương ra còn được phân nửa. Đó, bể ra phân nửa rồi nè, thấy không? Rồi bây giờ mình đem nấu súp mình ăn. Còn lại cái thịt này một chút nữa mát sắc ra, hoặc bây giờ mình cân cũng được. Mình cân coi mình có bao nhiêu thịt để mình biết mình cần bao nhiêu da. Với mình biết mình cần bao nhiêu muối, đường, bột ngọt rồi này nọ ha. Tất nhiên là mình phải cân thịt để mình biết nó là bao nhiêu. Good. Cái hành với cái tỏi này là mình phải lột sẵn ra hết rồi mới cân nha. Thì mấy này mình cân rồi má hồi nãy má cho má có ghi ra đây rồi, mới mốt rồi lên coi. Thấy không? Thịt heo 16.8 pound. Hành là 10.18 ao. Cân vậy đó hả? Ừ. Tỏi 1/3 ao tỏi. Rồi thôi mình xay ra. Wow. Rồi bây giờ cái thịt này á mà mình sắc á là mình tại vì mình làm á không có lâu lắm không? Thành ra mình sắc cỡ khoảng chừng có một chén á, hay là hai chén á, là mình phải lo mình cất vô ngăn đá đi để cho thịt nó fresh. Thấy không? Rồi chừng nào mình sắc xong hết rồi á là mình mới đem ra mình trộn. Okay. Đây ha, má làm một hơi thì má thấy cái kinh nghiệm rồi. Bây giờ là cái chỗ cái da đó mình lóc cái da ra luôn, mình sắc cái da riêng luôn, rồi sắc ra giống như vậy. Là đây là một cục thịt thì má sắc ra được 3 bịch. Đó, giờ má cất ra nè, mấy cái này sắc xong rồi má cất vô đây 3 bịch, 1, 2, 3. Còn một cái cục nữa thì má làm không có kịp, má cũng cất lại trong ngăn đá. Rồi ngày mai đó má mới lấy ra rồi sắc, cũng sắc giống như vậy. Mình sắc tới đâu thì mình cất vô ngăn đá tới đó. Sáng mai lại lấy ra. Rồi bây giờ cái nồi da hồi nãy mình ngâm nó là từ hồi nãy tới bây giờ là nó cũng được 5 tiếng đồng hồ rồi đó. Nó nở ra đầy nồi rồi nè, Linh thấy không? Thì bây giờ là má sẽ làm da, làm sẵn để đó, rồi chừng nào thịt xong rồi mình trộn chung vô luôn. Khi nó nở đầy rồi thì đổ nước ra xong rồi á, má cho khoảng một bụng tay muối này vô nè. Đó. Cái này là hai bịch da đó. Rồi má bóp, má bóp muối cho nó sạch. Bóp một hơi khoảng chừng 2-3 phút. Xong rồi mình xả khoảng 5-6 nước nữa. Xả cho tới khi cái nước nó không còn đục nữa. Rồi mình cứ trộn. Bóp cái muối cho nó đều hết cái da. Bóp khoảng chừng 2 phút đi. Đếm này khoảng bóp gì hết. Giờ má tắt máy rồi má làm hai tay. Rồi sau khi bóp với muối khoảng 2 phút hoặc 3 phút thì bây giờ mình đổ nước vô cho nó ngập dừa vậy thôi. Rồi mình bóp với nước đặng cho cái chất muối với cái chất mà dơ đó nó ra nè. Thấy không? Cái nước nó đục ngầu nè, thấy không? Má làm cho tới khi một hơi nữa nước sẽ thấy rất là trong. Thì thường thường là mình làm khoảng 5-6 lần vậy thì cái nước nó trong. Thì thường thường thì cứ bóp gì khoảng 2 phút nữa. Làm cứ làm như vậy hoài đó cho tới khi nó trong. Mà tất nhiên là mình phải thay nước 5-6 lần vậy ha. Cái này là cái nước thứ tư rồi đó, má bóp lần thứ tư rồi đó mà Linh thấy nè nha, cái nước nó còn đục ra, mình phải bóp tiếp tục nữa. Rồi bây giờ đây là cái lần thứ sáu má làm rồi đó, thấy không? Nước bây giờ nó trong rồi đó, nó trong như vậy, nó trong như almost like a water. Mình bóp nó vẫn còn trong vậy đó.
là được rồi đó. Bây giờ mình đổ ra rổ cho ráo ha. Bây giờ thì mình phải cắt cái này ra cho nó ngắn ngắn, khoảng chừng 1 inch hay 1 inch rưỡi chiều dài thôi. Khi lên nắm nó lên là nên thấy cái đầu của nó vậy, thấy không? Thì mình nắm, mình lấy cái tay khác mình nắm cho nó thẳng ra đó, đó cho nó thẳng ra rồi mình cắt ha. Mình phải cắt nó ra cho nó ngắn mà mình trộn cho nó đều. Thì đó, mình cắt ra vậy đó, khoảng từ 1 inch cho tới 1 inch rưỡi đó, nên cứ cắt ra như vậy rồi hơi mình trộn với thịt cho nó dễ đều hơn. Ok, bây giờ tới cái khúc này á, thì nó lụng dũng, nó ngắn ngắn đó, mình không có kéo nó thành cọng cọng được. Thành ra khi Linh cắt á, Linh có thể là Linh dùng cái dao Linh kéo nó ra, kéo nó ra, không? Kéo từ từ ra là cắt. Cái này mình không có cần phải exact đi nó dài bao nhiêu, miễn nó đừng có dài quá là mình khó trộn. Hay lấy cái dao cứ kéo vậy đó, tại má cầm cái máy quay thành ra tay mình có hai tay mình làm nó dễ hơn. Ok, bây giờ cái da má làm xong rồi má cũng bỏ vô trong ngăn đá nha. Cái gì mình cũng làm xong hết rồi mình bỏ trong ngăn đá, chừng nào mọi thứ xong hết rồi mình đem ra rồi mình để cho nó tan rồi mình trộn lại. Rồi bây giờ là bắt đầu mình sẽ ướp cái thịt. Thì hôm qua mình có hai cái, bây giờ má chia ra mỗi thứ phân nửa. Mình khi ra phân nửa thì là mình làm 8 pound of pork. Nhưng mà một hơi nữa cái da má phải làm sao, chứ giờ má cũng không biết bao nhiêu da là đủ. Thì đó, tất cả những cái này má đã ký ghi vô trong đây hết rồi nha. Còn chỉ thiếu cái da thôi, cái da mồ hôi má làm má mới biết là bao nhiêu. Rồi bây giờ là cái hành với cái tỏi này nè, má xay chung với cái đường. Là tại vì cái đường của má đó là cái đường loại organic, cái hột nó to quá, nó muốn xay vô cho nó tan vô trong đây. Mà như vậy thì nó cũng không có làm hư hành với tỏi luôn nữa. Mình để lâu không có sao. Thật là mình để cho nó tan đá ra rồi xong rồi đây nha. Tối hôm qua để trong tủ đá mà sáng nay để ra tới giờ nó tan hết rồi. Bây giờ là mình bỏ hành tỏi đồ này kia vô trước, cái này là vô trước ha, cũng không hẳn là trước sau gì nhưng mà đổ nó vậy. Xong rồi cái mình đổ những cái đồ hồi nãy mình thấy đó, mình trộn vô trong cái thịt. Ok đó. Rồi nước tương, rồi rượu phần ô, nhưng mà bây giờ má bấm cái này, má bóp bóp sơ cái này trước. Rồi á, hơi là bây giờ mình đổ vô 8 teaspoon nước tương, bột tỏi chưa có bỏ. Ngưng phần nào. Rồi, tắt đi. Bây giờ là cái da đó, cái thịt cái thì nó tan mà cái da thì nó còn dính đá liền cục nè. Nó phải bỏ vô trong cái nước rồi ngâm cho nó ra, rồi một hơi cái mình đổ ra rổ cho nó ráo. Cái da thì mình bỏ lại nước không sao hết á, còn cái thịt thì không có được nha. Cái thịt thì phải để cho nó tự nó tan thôi. Rồi cái gì đó nó cứng gì rồi phải ngâm nước một hơi cho nó tan ra rồi mới trộn vô với thịt. Thank you. Bây giờ cái bì này nó mình muốn cho nó mau ráo thì mình phải dắt cái nước ra nè. Bây giờ còn không thôi mình chờ nó thì nó hơi lâu chút. Dắt cái cho nó bớt cái nước ra. Good. Giờ sau khi mà cái thịt mình trộn đều rồi đó, là mình bỏ cái da vô mình mới trộn sau cùng nha. Mình trộn cho nó đều lên. Bây giờ má thử là cái này là hai bịch da đó, rồi một cái cục thịt đùi mà má chưa có bỏ vô hết, để coi sao. Good. Dạ. Sau khi má trộn cho thiệt là đều á, là thì mình phải trộn nó khoảng chừng 10 phút đó. Mình bỏ da từ từ vô ha, rồi mình trộn trộn trộn, mình đảo từ dưới lên trên, trộn làm sao mà cho nó đều da với thịt ha.
xong cái mình mới lấy một miếng mình bỏ vô microwave mình hâm mình ăn thử coi cho chắc ăn. À, nãy má thử rồi nó ngon lắm. Chắc ăn coi nếm có vừa ăn hay không, chắc à, ăn nêm nêm nếm cho nó vừa đó, coi mình nêm nãy đó mà nó vừa ăn không. Bây giờ thì nó vừa ăn ngon lắm rồi. Good. Good. Bây giờ là cái thịt này đó là má sẽ chia ra làm bốn ha, làm bốn rồi cái mình bỏ vô trong cái bịch freezer bag nè. Để một hơi là mình hấp ở trong cái bịch này đây. 4. Nếu mà Linh có muốn mát xua thì Linh cân cho nó đồng nhau cũng được. Ok. 1. Dạ. Dạ. À, sau khi má bỏ vô hết thảy là 4 bịch rồi ha. Bây giờ đó là má đem lại cái cân rồi má chia ra nó đủ, nó bằng nhau hết rồi. Đó, bây giờ là mình phải ép nó cho nó thiệt là sát xuống. Lăn 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 là ép ép. Cho nó dẻ. Mình phải mát xua là nó dẻ dặt xuống hết. Được ha. Rồi, bây giờ sau khi đó đó là mình sẽ làm cho nó thành cái rô rô nó lại. Rồi nó lại lại đá. Rồi mình cần tới cái giấy này để cho nó giữ cái bịch lại. Nó dài ra như vậy ha. Mình không có cắt về cái mình để cái này phía dưới cái chiều hồi nãy là mình lấy nè ha, cho nó phía dưới. Rồi cái tay mình bóp, tay này dịnh cái này, tay này nó xua nó chặt lại ha, thấy không? Rồi xong cái mình đầu mình dùng cái này. Đó. Cái mình rô nó cho thiệt sát vô. Thì xác đi. Rồi nó tới đây nó cắt à, thì nó dễ ha. À, đó là một chiều xong. Mình làm lại một lần nữa. Phần này thì má cắt sẵn rồi. Đây mình để vậy ha. À, mình để vậy. Bẻ hai cái góc này vô nè. Hai cái góc này ha. Góc này nè, bẻ vô. Rồi là bây giờ mình kéo cái này vô cho sát cái chỗ đó. Ở đây cũng vậy, bẻ nó vô. Xong rồi cái này nắm kéo qua, nắm chặt kéo qua. Đó, xong rồi cái này mình cho nó chặt vô, kéo cho nó sát. Đó, ha, kéo sát vô rồi xong. Thôi mình bỏ vô hấp. That's it. Thịt nguội mà đúng đó à, thì phải có cái hột tiêu. Thấy không, má làm cái hột tiêu nè, cái cục đùi thứ hai má làm má bỏ tiêu nguyên hột. Thì đúng của nó là phải có cái tiêu nguyên hột này đó. Mà cái đầu má làm để cho Mỹ với Lily thì không có bỏ. Bây giờ là tới giờ mình hấp. Mình nấu nước sôi lên cho tới sôi rồi. Bây giờ là mình đi hấp cái thịt ha. Khi mình nấu nước sôi là mình nấu 2 để cho nó sôi lên rồi. Bây giờ mình dặn xuống cỡ khoảng số 7 đi. Nha. Rồi bây giờ bỏ mấy cái thịt lên. Cái ngăn ở dưới nè má bỏ 2 cái như vậy. Rồi mình còn thêm một ngăn ở trên. Ngăn ở trên này mình bỏ 2 cái này á, nó đi ngược. Đi ngược chiều lại 2 cái kia ha. Ở dưới kia là 2 cái nằm ngang vậy. Thì ở trên này mình 2 cái nằm như vậy. Để cho nó có đủ hơi lên nha. Đây là sau khi hấp xong 1 tiếng 20 phút rồi. Rồi mình cứ để yên ở đó, nhưng mà mình bắt nó ra để chỗ nào đó cho nó nguội nha.
cái nồi mà cái nồi nước nóng hồi nãy đó là má mày đổ bỏ rồi, bây giờ mình chồng nó lên để cho nó cái nồi nó nguội rồi, nó không còn nước nóng nữa, để gì cho tới khi nó nguội rồi mình cất vô tủ lạnh. Bây giờ là nó chín xong hết rồi, bây giờ mình để ở ngoài như vậy cho nó nguội, có thể là từ 3 đến 4 tiếng sau nó nguội. Nhưng mà mùa đông á, thì được cái mình đem ra ngoài trời nó mát thì nó mau nguội. Rồi mình cất vô tủ lạnh, thì khoảng một đêm, một ngày sau đó thì mình ăn á, nó mới ngon. Còn mình ăn liền chưa có được nha. Rồi sau đó đó là mình muốn cất vô tủ đá thì mình cất từ ở trong tủ lạnh đó mình đem qua tủ đá mình cất. Sau khi mình bỏ vô tủ lạnh một ngày đó mình hãy bỏ vô tủ đá. Bây giờ là sau 2 tiếng đồng hồ má để ở ngoài rồi. Bây giờ nó cũng còn hơi ấm ấm nhưng mà mình cất vô trong tủ rồi. Má cầm trên tay đây mà nó không có phỏng tay má thì được rồi nè, nó ấm ấm vậy thôi. Mình lấy nhẹ nhẹ rồi mình bỏ nó vô trong cái bịch. Sơ móc đêm có thể nó bị chảy chút xíu mà còn không sao đâu. Mình bỏ nó vô trong cái bịch rồi mình lật ngược nó lại ha. Giống như hồi nãy nó nằm vậy nè, thì vừa cái bỏ vô trong cái bịch ni lông thì mình lật ngược nó lại. Ok. Rồi có lại để cái đó xuống dưới bottom.